Đây nó là một cái chiêu trò rất hay của vàng ở trong cái thị trường này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy sell vùng kháng cự và buy vùng hỗ trợ. Nhưng vàng đâu đấy nó hay nhịp, nó hay nhích lên cái vùng đó và hay tụt xuống cái vùng đó một chút để quét hết cái thanh khoản. Chào mừng các bạn quay trở lại với MInvest, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người câu chuyện của chính bản thân mình. Khi mà mình đã có một cái ngày giao dịch với cái số pip, cái số lợi nhuận mình thu được đấy chính là 0 pip. Nhưng cái điều mình nhận được sau nó là một cái câu chuyện mình thấy lớn hơn rất là nhiều. Và cái điều mà mình đã làm được đấy chính là cái việc là mình đã làm như thế nào để vượt qua chính mình ở trong cái ngày hôm đó. Đây là một cái câu chuyện có thật. Và mình rất là hy vọng những câu chuyện của mình đưa ra và những câu chuyện, những cái tình huống của mình sẽ gửi đến cho các bạn sẽ là những cái bài học và nó sẽ là những cái trải nghiệm, những cái chia sẻ trên thị trường này. Bởi vì các bạn sẽ biết đây là một cái thị trường mà người ta chỉ luôn muốn sâu ra, người ta chỉ muốn luôn muốn chỉ ra những cái thành công và người ta luôn che đi những cái thất bại cũng như là che đi những cái điều mà nó chưa tốt lắm. Vậy thì qua những câu chuyện này của mình rất là hy vọng một lần nữa muốn chia sẻ với các bạn tâm tư, nguyện vọng và cũng như là những kinh nghiệm của mình ở trên thị trường này. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái video của chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, vào ngày 12 tháng 11 sắp tới có một sự kiện offline rất đặc biệt sẽ được tổ chức ở Hà Nội. Mình rất may mắn được cùng với bạn Tô Hải Triều và bạn nữ trader Hạ Hạ sẽ tham gia một buổi giao lưu và thảo luận về chủ đề giải pháp giao dịch mùa cuối năm. Với cái nội dung chính mà mình sẽ trình bày và sẽ chia sẻ với các bạn đấy là những cái phương pháp và kinh nghiệm của mình khi mà các bạn phân tích cũng như là giao dịch với thị trường vàng, đặc biệt là những cái bạn yêu thích phong cách đánh ngắn scalping. Tuy nhiên, do số lượng vé mời dành cho thành viên của cộng đồng MInvest là có hạn, thì các bạn vui lòng đăng ký theo link mình để ở dưới phần mô tả ở trong video này. Hoặc các bạn nhắn tin trực tiếp với mình qua số Zalo là 0969156969 để nhận vé mời tham gia chương trình này nhé. Và các bạn hãy cùng theo dõi với mình cái kết quả giao dịch của mình ở trong tuần vừa rồi ở trong cái bảng tổng kết như ở trên màn hình. Thì như các bạn đã thấy trong tuần vừa rồi, kết quả của mình không phải là quá tốt, nhưng mình cũng đánh giá nó không phải đến mức là quá là tệ, phải không? Và trong đó thì cái loại tài sản đã giúp mình kiếm được cái mức lợi nhuận nhiều nhất thì vẫn là vàng, với mức lợi nhuận lên đến là 500 pip. Và trong đó có một ngày khá là đặc biệt mà gây ấn tượng cho mình. Đố các bạn biết là ngày nào ở trên màn hình. Đó chính là ngày hôm thứ 3. Và mặc dù thì mình không được lợi nhuận đến từ vàng, nhưng mà qua những cái lệnh giao dịch, những cái phân tích, những cái nhận định của mình ở trong ngày hôm đó, thì những cái bài học kinh nghiệm mình rút ra được cho bản thân của mình là rất rất là lớn, và gần như không bao giờ mình có thể quên được những cái bài học đó. Và các bạn hãy theo dõi tiếp cùng với mình những cái lệnh và những cái điều gì, những cái diễn biến tâm lý cũng như là cái phản ứng của thị trường ở trong ngày hôm đó, nó làm cho mình cảm thấy nó như thế nào. Đầu tiên, mình vẫn hay có thói quen là dậy sớm và mình có gửi cho mọi người một cái phân tích cũng như là cái nhận định của mình. Đấy chính là có thể sell vàng tại mức giá là 1717. Stop loss mình luôn giữ vững ở trong mức khoảng 30 đến 35 pip. Ở trong cái lệnh này thì mình kỳ vọng nó sẽ là khoảng 36 pip. Và cái mức TP mình sẽ luôn đặt mức 1R, 2R và 4R. Và như các bạn đã thấy, khi mà chúng ta có một hệ thống giao dịch nó cố định, ổn định và nó hiệu quả, thì điều các bạn cần làm là chúng ta sẽ chỉ cần đi theo cái hệ thống giao dịch đó. Và mình cảm thấy rất là tự hào về cái hệ thống giao dịch của mình ở trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, những cái gì thị trường nó đưa ra cho mình là những câu chuyện khác. Các bạn hãy đi cùng với mình để phân tích cho cái đồ thị cũng như là cái đường đi của giá vàng ở trong thời điểm đó. Thì các bạn hãy nhìn cùng mình cái đồ thị của vàng trên khung thời gian là H1. Và cái việc đầu tiên mình làm đấy chính là xem xét cái xu hướng của thị trường là một cái xu hướng tăng hay là một cái xu hướng giảm. Nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy rõ ràng một điều rằng trước đó đang có con sóng tăng với những cái cây nến xanh tăng liên tiếp. Tuy nhiên, cái con sóng tăng này theo ý kiến của mình thì nó không phải là con sóng tăng quá mạnh. Lý do là bởi vì những cái cây nến xanh nó có phần thân nến nó không quá là dài, và sau cái con sóng tăng này thì giá nó lại đi ngang trong một khoảng thời gian tương đối là lâu. Và đến lúc này thì mình khá là phân vân, không biết rằng liệu cái xu hướng sắp tới nó là một xu hướng tăng hay là một cái xu hướng giảm. Vậy thì ở trong thời điểm đó thì chúng ta nên làm những cái gì tiếp theo? Bây giờ thì mình sẽ zoom nhỏ biểu đồ lại để dễ dàng quan sát xu hướng của thị trường. Và đến lúc này các bạn thể nhận ra một điều rằng cái xu hướng chính của thị trường nó là một xu hướng giảm. Và cái con sóng mà lúc nãy chúng ta nhìn và chúng ta phân tích ở trong khoảng thời gian ngắn, nó chỉ là một con sóng hồi mà thôi. Và vì cái xu hướng chính là một xu hướng giảm nên mình sẽ canh vào một cái lệnh sell. Như câu hỏi được đặt ra luôn như thường lệ, đấy chính là chúng ta sẽ sell ở đâu? Theo những cái kiến thức cũng như là theo những kinh nghiệm của mình và những cái trải nghiệm mình trên thị trường, thì cái điểm sell tốt nhất nó sẽ là những cái điểm sell tại những cái vùng kháng cự. Và mình đang đi tìm kiếm một cái vùng kháng cự của giá trong thời điểm đó. Và ở đây chúng ta sẽ thấy, đầu tiên các bạn có thể dễ dàng nhận thấy có một vùng kháng cự ngay tại đây. Chính vì thế mình cho rằng đây là vùng giá cuối cùng mà giá nó có thể hồi về, và nhiều khả năng nó sẽ có một sự đảo chiều ở trong cái khu vực này. Tuy nhiên, trước đó thì mình cũng thấy rằng có một cái vùng kháng cự nữa tại cái vị trí này.
Và cũng rất có thể giá nó sẽ từ vùng cái kháng cự này rồi đi xuống luôn, chứ nó không có một cái nhịp nó hồi lên cái vùng kháng cự phía trên nữa. Và nếu như các bạn thấy là cái vùng kháng cự này giá đi xuống luôn tại đây thì chúng ta sẽ có một cái mô hình hai đỉnh. Và cái mô hình hai đỉnh này là một cái mô hình được hình thành trong cái xu hướng giảm. Thì khi đó cái sự cộng hưởng với mô hình hai đỉnh cộng với cái lực đẩy của cái xu hướng giảm đó, nó sẽ làm cho giá sẽ giảm rất là sâu. Và tiếp tục thì mình sẽ xuống cái khung thời gian nhỏ hơn để mình theo dõi kỹ hơn cái hành vi cũng như là cái phản ứng của giá ở trong thời điểm đó. Và ở thời điểm này thì mình xuống cái khung thời gian nhỏ hơn, đấy chính là khung thời gian M15. Cái chỉ báo mà mình sử dụng ở đây thì mình sử dụng chỉ báo là Stop RSI để kiểm tra cái vùng quá mua và quá bán. Và khi giá chạm đến cái vùng kháng cự đầu tiên ở đây thì mình sẽ quan sát trên chỉ báo Stop RSI. Thì mình thấy rằng ở đây cái chỉ báo này đang ở vùng quá mua, và cùng với đó thì hai cái đường là phần trăm K và phần trăm D cũng đang cắt nhau và thể hiện rằng nhiều khả năng sắp có một tín hiệu đảo chiều. Chính vì vậy mình đặt một cái lệnh sell ngay tại cái vị trí này, Stop Loss là 36 pip. Và các bạn hãy theo dõi cùng mình cái kết quả nó sẽ như thế nào. Và thật là đáng tiếc thì ngay sau khi mình vào lệnh thì lệnh nó đã bị dính stop loss. Và lúc này thì mình cảm thấy khá là sốc và khá là buồn. Thực sự là như vậy vì giá nó lại đi lên mà nó lại không đi xuống theo những kỳ vọng và dự đoán của mình. Và thực sự là nó phản ứng với cái vùng đó nó rất là nhanh, khiến cho mình không kịp trở tay. Và mình nhìn lại cái đồ thị thì mình thấy rằng giá nó mới chỉ phá qua cái vùng kháng cự đầu tiên, và mình còn một cái vùng kháng cự nữa ở trong khung lớn ở phía trên nữa. Và vì đây là vùng kháng cự ở khung lớn nên mình cũng cho rằng đến đây nó sẽ là vùng giá cuối cùng nó có thể hồi về và nó để đảo chiều trong cái khu vực đó. Chính vì thế nên mình sẽ đặt một cái lệnh bán ngay khi giá nó chạm với vùng kháng cự này, và stop loss phía bên trên vùng kháng cự cũng một lần nữa là khoảng 32 pip. Và các bạn hãy xem ở trong cái lượt thứ hai này, khi mình mở cái entry 2 này sau khi entry đầu tiên bị stop loss thì kết quả nó sẽ như thế nào. Và như những gì các bạn đã thấy, lại một cái cây nến xanh nữa đâm mạnh lên và cái lệnh này của mình đã bị dính stop loss. Đến lúc này thì mình cảm thấy khá là buồn khi mà cái lệnh của mình nó bị hai lần stop loss, và hai lần nó là hai lần liên tiếp với một cái tốc độ nó rất rất là nhanh. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng mình phải có một quyết định gì ở trong thời điểm đó, và quyết định của mình đấy chính là mình đã tạm dừng giao dịch và mình không có mở thêm bất cứ một cái setup cũng như một cái nhận định nào ở trong thời điểm đó nữa. Và mình quyết định là mình sẽ nghỉ ngơi và làm công việc khác để cho đầu óc nó trở nên nó thoải mái và nó trở nên nó bình tĩnh hơn. Ở trong ngày hôm đó thì sau khi nghỉ buổi sáng, nghỉ ngơi rồi nghỉ trưa thì đến buổi chiều mình mới bắt đầu, mình sẽ làm một cái việc đấy, mình mới theo dõi lại cái biểu đồ cũng như là theo dõi lại cái đường đi của vàng. Và vào tầm lúc 1 giờ chiều, mình nhớ là trong tầm đó, bởi vì hôm đó buổi chiều mình không nghỉ được, và tức là chỉ có ăn cơm thôi chứ không có nằm nghỉ được. Và trong đầu thì mình nghĩ đấy mà cái cảm giác mà hãy trải qua khi mà chúng bị thua hai lệnh từ buổi sáng rất rất là nhiều, thì định nhắm mắt đi ngủ nhưng mà cuối cùng lại tỉnh. Thì của mình trong cái tình huống đó thì ở trong thời điểm đó thì mình hay xem trong khung M5, khung M15 để mình tìm ra cái đâu đấy có một cái nhịp gì đó của vàng mình nhảy vào thị trường. Và đúng thật là cảm giác ở trong thời điểm đó mình cũng hơi cũng FOMO, cũng hơi cay cú một chút, thú thực là như vậy. Và những câu chuyện này, câu chuyện chúng ta nói với nhau rất rất là nhiều, nhưng mình nghĩ là ai cũng sẽ vẫn phải trải qua, và cứ qua mỗi tuần mình lại có một cái câu chuyện về FOMO này, và mỗi tuần lại có một câu chuyện nó lại khác. Thì đây các bạn nhìn thấy ở trong cái thời gian đó chúng ta sẽ thấy được là vàng nó cũng có những cái khu vực đỉnh giảm dần ở đây. Tuy nhiên cái chỉ báo stop RSI của mình lúc đó thì giá cái stop đó nó đang nằm trong giai đoạn quá bán, đang ở trong thời điểm mà mình nghĩ tương đối là lâu. Đi kèm với đó thì là lúc này các bạn sẽ thấy là giá nó đi xuống, nhưng mà stop ở đây nó bắt đầu đi ngang, thì bắt đầu nó có cái phân kỳ, và đây mới phân kỳ nó không phải là quá là mạnh. Sau đấy đến đây thì mình chợt nhận thấy một cái điều như sau, đấy chính là mình thấy bắt đầu có phe mua bắt đầu tham gia vào thị trường. Đầu tiên với cái nến spinning tốt ở đây, với cây nến xanh, với cây nến xanh tăng rất là mạnh quanh cái khu vực này, và sau đó thì nó bắt đầu có nhịp hồi nó giảm về đây. Thì ở trong thời điểm đấy mình vào tiếp khung thời gian M5 và mình đo một cái nhịp Fibo từ khu vực đáy này lên cái khu vực đỉnh này, thì ở đây nó hồi về tầm Fibo nó tầm 0.5, 0.618 gì đó, mình nhớ là như vậy. Và lúc đấy thì mình quyết định mình sẽ setup vào một cái lệnh buy ở đâu đó ở quanh cái tầm này. Lúc đấy thì mình cũng hơi rén một chút, thực sự là vậy, khi bởi vì mình cần một cây nến xanh nó xác nhận ở đây, thì xong mình mới vào lệnh đó là mình mới mua. Và cái lệnh này thì đúng thật, khi mà bây giờ ở thời điểm này mình nhìn lại mình hơi FOMO và mình cũng hơi
bất cẩn một chút. Nhưng được một cái đấy chính là gì? Là mình đã có một sự tỉnh táo sau khoảng thời gian mình nghỉ tầm cuối buổi sáng và tầm buổi trưa. Thì mình nhìn thấy cái lệnh này, khi mà mình mua ở đây mình đã đánh giá nó tương đối là FOMO rồi. Xong sau đấy thì mình nhìn lại mình thấy được là giá nó sắp chạm đến vùng kháng cự ở trên. Thì đến lúc đó thì mình quyết định là cái lệnh này mình sẽ quyết định là ăn ngắn thôi, mình không có ăn dài trong cái lệnh này. Thì mình buy tầm đó thì mình lên cái lệnh này, mình rơi vào mình nhớ mình ăn được khoảng tầm 23 đến 25 pip gì đó và mình đã chốt đối với cái lệnh này. Và đến lúc đấy thực sự nó cũng là may mắn nữa, bởi vì ở trong thị trường này may mắn nó sẽ đóng một cái vai trò gì đấy trong cái câu chuyện của chúng ta. Và ngay sau cái lệnh đó của mình chốt thì nó bắt đầu có cái cây nến đỏ nó xuất hiện ở đây với những cái lực giảm nó xả đang tương đối là mạnh. Và đến đây thì mình chợt nhận ra một điều, đấy chính là những cái lệnh sell của mình buổi sáng ấy nó là những cái cú nhú lên, nó là những cái cú phá vỡ giả, xong sau đấy nó bắt đầu quét hết thanh khoản, quét hết stop loss và nó bắt đầu nó rơi xuống ở trong thời điểm đó. Và đến đấy thì mình nhận ra được rằng đây nó là một cái chiêu trò rất hay của vàng ở trong cái thị trường này. Nếu các bạn nhiều khi bạn sell đúng ngay vùng hỗ trợ kháng cự thì các bạn sẽ nhìn thấy sell vùng kháng cự và buy vùng hỗ trợ. Nhưng vàng đâu đấy nó hay nhịp, nó hay nhích lên những vùng đó và hay tụt xuống cái vùng đó một chút để quét hết cái thanh khoản. Và sau khi quét xong thì đúng đợt giá nó cũng giảm rất là mạnh như các bạn đã nhìn thấy ở trên màn hình. Và đến đây thì có thể các bạn sẽ nghĩ đây với giai đoạn khá là tuyệt vọng đúng không? Bởi vì buổi sáng sell bị stop loss, xong buổi chiều buy chỉ với anh lệnh ăn rất là ngắn và nhiều khi chúng ta sẽ sell đuổi theo lệnh đấy. Nhưng mà không, mình có một cái mẹo này cho các bạn, đấy là ở trong những thời điểm mà vàng nó tăng hoặc nó giảm mạnh thì đây sẽ chính là có những cơ hội chúng ăn được cái nhịp hồi. Hồi nghĩa là gì? Là ví dụ một cái nhịp giảm nó khoảng 60, 70 thậm chí 80 pip chẳng hạn, ví dụ như vậy, rồi chúng ta sẵn sàng chúng ta có thể nhảy vào chúng ăn nhịp hồi 20, 25 pip. Và cái này nó là cái quan điểm giao dịch. Có thể có rất là nhiều bạn sẽ nghĩ đây là quan điểm giao dịch nó theo kiểu là bắt giao rơi đúng không ạ? Nhưng mà với mình thì những thời điểm nào chúng ta có cơ hội chúng ta vẫn có thể là chúng ta sẽ nhảy vào. Và miễn là cái tư tưởng của chúng ta, những cái thời điểm nào đó rủi ro, những thời điểm nào nguy hiểm thì các bạn có thể giảm bớt những nguy hiểm đấy đi bằng một cách rất đơn giản, đấy là giảm bớt số lot khi các bạn giao dịch. Đấy là một cách rất là đơn giản. Và đến thời điểm này thì mình nhìn thấy cái cơ hội của mình xuất hiện ở quanh cái tầm khoảng 17 giờ chiều. Và các bạn sẽ nhớ, khi mà có những cái nhịp giảm thì nó sẽ có những cái nhịp nó sẽ hồi. Bởi vì sao? Bởi vì những người ta bán thì người ta sẽ nhảy vào, người ta sẽ chốt lời. Và ngược lại, những cái người mua người ta sẽ nhảy vào, người ta nhìn thấy đây là những cái vùng mà có thể người ta sẽ mua để người ta lướt được. Và cái đó là, đấy là mình. Lý do mình có thể đưa ra nhận định đấy, đấy chính là chỉ báo stop loss đi, mình nó hoạt động vẫn tương đối là hiệu quả khi mà cái này nó đang rời vào vùng quá bán. Và sau đấy thì chúng ta sẽ thấy là những cái động lượng của những cây nến này nó bắt đầu giảm dần. Lúc đó các bạn sẽ thấy những cái nến đỏ rất là dài. Và đến đây các bạn thấy những cái nến đỏ này, phần thân nến bắt đầu ngắn dần. Và đến cái giai đoạn này bắt đầu là xuất hiện những cái nến xanh này. Và hơn nữa là bắt đầu có những cái dâu nến ở dưới nó bắt đầu nó đẩy dần lên. Rất nhiều cái tín hiệu đưa cho chúng ta. Và đến đây nữa chúng ta cần một sự xác nhận, đấy chính là phần chấm K, phần chấm D bắt đầu cắt nhau và cắt ở từ cái vùng quả bán đi lên. Thì ở trong thời điểm này thì mình cũng tự tin mình vào một cái setup của cái lệnh buy mình quanh mục là 1711. Và điểm take profit của mình rơi ở tầm khoảng 30 pip và đến trong cái thời điểm đó mình không còn hồi hộp nữa. Và các bạn hãy xem cùng mình giá nó sẽ chạy như thế nào. Và như các bạn đã thấy trên màn hình thì giá nó bắt đầu nó chạm đúng cái TP1 của mình và bắt đầu quay đầu giảm điểm. Và đối với cái lệnh này thì đúng thật mình có một điều mình muốn thừa nhận với các bạn, đấy chính là mình không hồi hộp bởi vì mình cảm thấy đây là một phong cách đánh mà mình tự tin với phong cách đó và mình ăn ngắn được những cái nhịp đấy, đúng không ạ? Và rất là nhiều người có thể sẽ đặt ra câu hỏi đây là tại sao chúng ta không sell và chúng ta giữ cái lệnh đó, chúng ta ăn nguyên cho cái con sóng đấy. Thì với quan điểm của mình thực sự là thứ nhất là mình thích đánh scalp và thứ hai nữa mình thích những cái kiểu mà có những cảm giác mạnh ở trong những cái thời điểm mà mình cảm thấy tự tin. Các bạn sẽ thấy một điều đấy chính là cái lệnh này mình mua ở trong thời điểm mà nó tầm 17 giờ chiều, tức là tầm khoảng 5 giờ chiều, 4 giờ chiều. Chứ những cái lệnh này nó xảy ra trong tầm 8 giờ, 9 giờ tối thì không bao giờ mình sẽ làm như thế này. Còn đấy là một cái mẹo. Và lý do tại sao thì mình sẽ giải thích cho các bạn ở trong video tiếp theo sau. Và như các bạn thể thấy thì ở trong ngày hôm đó mình đã phân tích và nhận định là 4 lệnh và 2 lệnh buổi sáng mình thua và 2 lệnh buổi chiều mình có kết quả là tốt hơn, đấy là mình đã thắng. Và 2 buổi sáng là sell thì 2 buổi chiều mình là một cái lệnh buy. Và tổng kết cái lệnh hôm nay của mình thì nó là cũng loanh quanh mức hòa và âm một ít và
nó không phải mức có lãi như ở những cái hôm khác. Nhưng thay vào đó thì mình có một cái bài học rất rất lớn, đấy chính là cái sự bình tĩnh, cái sự kỷ luật. Và thứ nữa, đấy chính là những cái điều mà chúng ta đưa ra, những cái quy tắc mà chúng ta giao dịch là chúng ta nên tuân theo nó một cách ổn định và tuân theo nó một cách bền vững. Và nhiều khi thì thua nó là một phần ở trong cuộc chơi này, và thua nó là một phần trong tất cả những cái nhận định của các bạn. Và mình tin chắc là không ai có thể đưa ra cái nhận định mà thắng 100%. Và cái quan điểm của mình từ trước đến nay, đấy chính là có thua thì cũng phải có thắng, và có thắng thì cũng phải có thua. Miễn là kết quả cuối cùng chúng ta một cái kết quả tốt là một cái điều mà chúng ta hướng đến. Vậy thì đấy là những câu chuyện và những cái điều mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Những câu chuyện thực tế của mình, nó không có make up, nó không có màu mè, nó không có quá là những cái làm cho mọi người ảo tưởng về thị trường này. Và một lần nữa, mình muốn nhắc cho các bạn, thị trường này mới thị trường rất là rủi ro, và các bạn hoàn toàn có khả năng mất toàn bộ số tiền các bạn đầu tư. Vậy nên các bạn hãy tốt nhất thay vì đầu tư vào bất cứ một ai, đầu tư vào bất cứ một tài sản nào, thì hãy đầu tư vào kiến thức của mình và những cái trải nghiệm của các bạn. Và chúc các bạn hãy luôn chân cứng đá mềm và thành công trên thị trường này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.